tử vi tuổi Tân Sửu 1961 tháng 7 âm lịch. Chào mừng quý khán giả đang đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Tân Sửu mệnh bích thượng thổ là người có lối sống đạo đức noi theo khuôn phép, quy củ, trật tự. Với họ, việc noi theo khuôn vàng, thước ngọc, mẫu mực, chuẩn chỉnh là hành động tự giác. Họ vui vẻ làm điều đó và nếu phá bỏ những nguyên tắc này thì trong thâm tâm họ cảm thấy day dứt, luôn bị dày vò và hối hận. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu là những người rất mạnh mẽ, cứng rắn. Sự kiên cường, can đảm của họ hướng tới sự cố thủ, thiên về phòng thủ để tự bảo vệ mình và che chở cho những người ở xung quanh. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, cung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Tân Sửu trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi thời điểm này, mệnh chủ tuổi Tân Sửu sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Tân Sửu trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ, lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn quý vị, vì thế suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự thay đổi, tính toán, nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu, mực thước. Mệnh chủ chỉ phù hợp với công việc có tính tự do, sáng tạo, tùy hứng hoặc theo sở thích. Vận mệnh gia chủ tuổi Tân Sửu cũng có lúc mở mặt với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền Trung vận. Bây giờ đã bắt đầu vào vận cuối, sóng gió tạm yên, chính là thời gian thuận lợi để xây dựng sự nghiệp. Đa phần, gia chủ tuổi Tân Sửu có những rối rắm về tình duyên, càng đi sâu vào hậu vận, đời sống đi vào nền nếp, tuổi già được nhiều phước đức, con cái nên danh. Tân âm kim gặp bính dương hỏa nên được gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, gia chủ tuổi Tân Sửu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Tử vi tháng 7 âm lịch tuổi Tân Sửu cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Vì thế mà muốn có sự đột phá thực sự, e rằng sẽ rất khó. Trong công việc, mệnh chủ cần cố gắng để làm việc tốt hơn, chớ nên để tinh thần sa sút bởi những thất bại trước mắt. Công việc có lúc này lúc khác, song nếu kiên trì, quyết tâm thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho mệnh chủ, giúp mệnh chủ nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân mình. Song nếu suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì chưa chắc bản mệnh có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến những người xung quanh xa lánh. Gia chủ tuổi Tân Sửu nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống mới dễ thở, mẹ đón được thêm nhiều điều may mắn. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Tân Sửu trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 là những người cả đời vật chất không thiếu, thường được quý nhân phù trợ, gặp hung hóa cát. Đối với hầu hết những người Tân Sửu, may mắn cho sự nghiệp có thể lững lờ đi ngang. Nếu mệnh chủ là một Tân Sửu tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp có thể tồi tệ hơn. Tháng này, môi trường thị trường không được tốt và công ty của mệnh chủ có thể có một loạt vấn đề cần phải giải quyết kịp thời. Nếu mệnh chủ đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, mệnh chủ nên cẩn thận, ngăn chặn bên kia chạy trốn, tự mình kiểm tra các tài khoản. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, dùng hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm,
may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc, người tuổi Tân Sửu tháng 7 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Ngoài thu nhập giảm mạnh, gia chủ tuổi Tân Sửu cũng cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Mệnh chủ nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách, không đầu tư tất cả tiền của mệnh chủ vào một dự án duy nhất mà phân tán để giảm thiểu rủi ro. Khi mệnh chủ đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình, hoặc mệnh chủ có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh việc tiêu tiền vung tay quá chán. Thời điểm này, bản mệnh cần tích lũy bản thân mình khi về già. Không ai biết cuộc sống của mình sẽ thế nào, cẩn trọng vẫn là tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Đường tình duyên tháng 7 âm lịch của mệnh chủ Tân Sửu chẳng được như ý. Mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng không thể suy đoán được, một đống hỗn độn đang chờ đợi mệnh chủ. Mọi người cảm thấy bất an, có thể sinh lòng nghi ngờ trước những biểu hiện bất thường của đối phương. Cũng chính vì thế mà giữa hai người nổ ra không ít cuộc tranh cãi. Đối phương chán nản, mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác phải giải thích, chứng minh tình cảm của mình, khiến cho tình cảm theo đó mà phai nhạt. Tuy nhiên, dù có chuyện gì xảy ra cũng nên nhớ rằng, người ấy sẽ là hậu phương vững chắc, luôn chờ đón mệnh chủ mỗi ngày. Bản mệnh thực sự trân trọng, chấp nhận người ở bên mình khi khó khăn, càng dồn hết tình cảm cho đối phương, vì thế mối quan hệ nâng cấp nhanh chóng. Thầy Gia Cát khuyên trong thời gian này, mệnh chủ hãy đeo vòng tam hợp quý nhân, tị, sậu, sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp mệnh chủ đại thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh, từ đó giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an, trường thọ cho mệnh chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng này, tình hình sức khỏe của gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 có thể hơi xấu. Một khi mệnh chủ bất cẩn, có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù lái xe hay đi xe, mệnh chủ nên thắt dây an toàn, tránh mọi nguy hiểm. Nếu mệnh chủ có kế hoạch đi du lịch, đừng đi du lịch một mình. Nếu đang đi ra nước ngoài, có thể hoãn lại. Nếu đang chuẩn bị đi ra nước ngoài, nên hoãn lại. Mệnh chủ mắc một căn bệnh cũ, hãy tránh một số thực phẩm nhất định, không ăn ngẫu nhiên, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Mệnh chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Kinh phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ nên thường xuyên đi chùa để tâm được thành tịnh. Gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Tân Sửu sinh năm 1961. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Tân Sửu có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bính Thân nạp âm Sơn Hạ Hỏa, tháng Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý, Thìn Thành Thủy Cục, Xung Dần, Hình Dần, Hình Hợi, Hải Hợi, Phá Tỵ, Tuyệt Mão. Đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày sau. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 8 tháng 7, tức ngày 15 tháng 8 dương lịch, nạp giáp bắt mùi. Thứ hai, ngày âm lịch 20 tháng 7, tức ngày 27 tháng 8 dương lịch, nạp giáp đinh mùi. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Tân Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công,
may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Tân Sửu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, tức ngày mùng 8 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, mậu tí, nạp âm, phích lịch hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 13 tháng 7, tức ngày 20 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, canh tí, nạp âm, bích thượng thổ. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 7, tức ngày mùng 1 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, nhâm tí, nạp âm, tang trá mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Tân Sửu trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.